Kính chào quý vị, sau đây là những thông tin quốc tế nổi bật vừa được cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm Mỹ, mang theo rất nhiều ấp ủ và hy vọng về việc kêu gọi viện trợ cho Ukraine. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức để giành được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ đối với gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la do ông đề xuất cho Ukraine. Ngày càng nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối viện trợ bổ sung cho Kiev với lý do lo ngại rằng Washington chỉ đang kéo dài cuộc chiến ở Ukraine mà không có chiến lược rõ ràng để chấm dứt xung đột. Điều này khiến ông Zelensky và các quan chức Ukraine không khỏi lo lắng khi viện trợ nước ngoài được coi là một trong những lý do chính giúp Ukraine đạt được những bước tiến mới trong cuộc xung đột với Nga. Mới đây, sau cuộc gặp với ông Joe Biden, có thể nói rằng ông Zelensky đã nhận được một liều thuốc an thần khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối cung cấp viện trợ bổ sung cho Kiev. Trao đổi tại cuộc gặp, ông Biden nhấn mạnh sự cần thiết của việc Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách viện trợ bổ sung cho Ukraine. Tổng thống Biden còn cam kết cấp thêm 200 triệu đô la viện trợ quân sự khẩn cấp cho Kiev. Tuy nhiên, con số này là quá thấp so với hàng tỷ đô la mà ông Zelensky kỳ vọng, cũng như so với gói viện trợ 60 tỷ đô la do ông Biden đề xuất. Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine đã đề cập đến thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí chung giữa hai nước. Thỏa thuận này đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Washington mà ông Zelensky thực hiện hồi tháng 9 vừa qua. Tuần trước, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã kêu gọi Quốc hội phê chuẩn dự luật ngân sách viện trợ bổ sung, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng nhượng bộ trong vấn đề an ninh biên giới để đổi lấy việc đảng Cộng hòa thông qua dự luật này. Theo hãng thông tấn TASS, Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng bất kể điều gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Ông Peskov nói, điều quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng hàng chục tỷ đô la trước đây được bơm vào Ukraine không giúp nước này đạt được bất kỳ thành công nào trên chiến trường. Hàng chục tỷ đô la mà Ukraine muốn bơm vào nền kinh tế của mình cũng bị ảnh hưởng tương tự. Chúng tôi hiểu rất rõ quá trình này diễn ra như thế nào. Khi được hỏi cuộc gặp giữa ông Biden và ông Zelensky có thể tác động gì đến hoạt động quân sự đặc biệt của Moscow, người phát ngôn của Tổng thống Nga nêu rõ, cuộc gặp không thể thay đổi tình hình trên chiến trường hoặc tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Về điều này, chúng tôi chắc chắn. Tuy nhiên, ông Peskov chỉ ra rằng Điện Kremlin sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc gặp sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổng thống Zelensky sẽ tìm cách thuyết phục Washington tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong chuyến thăm Mỹ. Nhà ngoại giao Nga chỉ ra, trong khi các cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại Quốc hội Mỹ, ông Zelensky một lần nữa sẽ kêu gọi Washington không chấm dứt khoản tài trợ hào phóng cho Kiev. Theo bà Zakharova, có một lý do khác đằng sau chuyến đi của ông Zelensky. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga giải thích, các kênh Telegram của Ukraine đưa tin rằng cần phải hoàn tất việc chuyển tất cả các doanh nghiệp, tài nguyên khoáng sản của Ukraine dưới sự quản lý của công ty đa quốc gia BlackRock, tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu của Mỹ, để đổi lấy việc họ hỗ trợ Kiev nhận được một gói viện trợ quân sự lớn khác. Không chỉ Mỹ, vấn đề viện trợ cho Ukraine cũng đang khiến các quan chức Liên minh châu Âu EU băn khoăn. Ukraine không những đang dậm chân tại chỗ trong một khoảng thời gian kể từ khi phát động cuộc phản công vào hồi tháng 6, mà thời gian gần đây, Kiev còn liên tục nhận tin bất lợi. Theo bài viết đăng trên báo Mỹ Financial Times, các quan chức EU đang thảo luận các chiến lược nhằm tăng nguồn tài trợ khẩn cấp cho Ukraine tách biệt khỏi ngân sách chung của khối sau khi Hungary khẳng định sẽ phủ quyết gói hỗ trợ dành cho Kiev. Bất chấp sức ép từ các đối tác châu Âu và từ chính Kiev, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết ông sẽ chặn khoản viện trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro mà các nhà lãnh đạo châu Âu dự định hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Orbán lập luận, viện trợ của phương Tây vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng và một cuộc xung đột kéo dài sẽ chỉ khiến nhiều người thiệt mạng hơn cũng như gây thiệt hại thêm về kinh tế cho khối EU.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 14 tháng 12, dự kiến thảo luận các vấn đề như nguồn tài trợ của Ukraine, cũng như khả năng gia nhập EU của nước này, Budapest đã báo hiệu rằng họ sẽ không nhân nhượng. Bộ trưởng EU của Hungary, Janos Boka, đã lên tiếng cảnh báo, Hungary sẽ không thay đổi quyết định. Chúng tôi có thể nói về khoảng thời gian sau hội nghị thượng đỉnh tháng 12 với các quốc gia thành viên, nhưng tôi không thấy bất kỳ yếu tố nào có thể thay đổi quyết định của chúng tôi hỗ trợ cho Ukraine, nên nằm bên ngoài ngân sách của EU. Bài viết trên Financial Times chỉ ra rằng, trong khi các viện trợ do EU đề xuất đòi hỏi sự đồng nhất trong toàn khối 27 thành viên, thì các quan chức châu Âu đang tìm kiếm các giải pháp khả thi khác để lật ngược quyền phủ quyết của Budapest. Một lựa chọn được đưa ra là giải phóng các quỹ dành cho Budapest đã bị đóng băng vì lo ngại về luật pháp. Một giải pháp khác cũng đang được xem xét trong các cuộc đàm phán riêng và liên quan đến việc 26 thành viên EU khác hình thành một gói tài chính dành cho Ukraine để cung cấp cho Kiev nguồn tài trợ khẩn cấp cho năm tới. Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận đang được giữ bí mật để không loại trừ khả năng thuyết phục Hungary rút lại quyền phủ quyết. Các quan chức EU cho rằng sẽ thật liều lĩnh nếu không có kế hoạch B. Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishna nhấn mạnh rằng nếu EU không thể thống nhất về một gói tài chính và làm đình trệ các cuộc đàm phán về khả năng Ukraine gia nhập châu Âu, thì đó sẽ là sự thất bại của toàn bộ EU. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine bước vào mùa đông thứ hai, cuộc phản công của Ukraine trong hơn 100 ngày qua không đạt kết quả như mong đợi. Lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho rằng phương Tây đang tìm cách loại ông Zelensky khỏi quyền lực vì vị lãnh đạo Ukraine thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây. Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin hôm 11 tháng 12 nói rằng các quan chức phương Tây đang thảo luận về khả năng loại bỏ Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, khỏi quyền lực, theo đài RT. Theo ông Naryshkin, phương Tây tin rằng ông Zelensky đã đi quá xa trong việc xây dựng hình ảnh một người hiếu chiến không khoan nhượng trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt trong trường hợp cần phải đóng băng các hành động thù địch. Theo các cơ quan tình báo Mỹ, với tình hình đang xảy ra ở chiến trường Ukraine, nhu cầu đóng băng xung đột có thể sẽ sớm xuất hiện. Điều đó có nghĩa ông Zelensky không còn hữu ích trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga cũng nêu ra nhiều lý do khiến phương Tây tìm cách loại bỏ ông Zelensky, trong đó lý do lớn nhất là Tổng thống Ukraine thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương Tây. Bên cạnh đó, ông Naryshkin liệt kê những lý do khác, gồm việc ông Zelensky chưa thực hiện được lời hứa đánh bại Nga trên chiến trường, tình trạng tham nhũng tràn lan ở Ukraine và sự thiếu tôn trọng của lãnh đạo Ukraine đối với các nhà tài trợ nước ngoài. Ông Naryshkin còn nói rằng phương Tây đã xem xét người thay thế ông Zelensky tại cuộc họp ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng trước. Theo lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga, những cái tên tiềm năng gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhin, Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ông Kirill Budanov, ông Andrei Emak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, và thị trưởng Kiev ông Vitali Klitschko. Trong khi đó, xung đột Nga-Ukraine đang ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, hai bên đụng độ nhau hàng chục lần trên khắp các điểm nóng, từ Kherson, Sumy, Donetsk đến Bakhmut. Nhưng có một thực tế có thể thấy rõ ràng rằng Nga đang áp đảo Ukraine trên hầu hết các mặt trận. Nga có ưu thế vượt trội so với Ukraine về hỏa lực, pháo binh và chiến đấu trên không. Bằng chứng là Ukraine luôn phải chịu tổn thất rất nặng nề trong những đợt pháo kích, không kích mỗi ngày của Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga từ lâu đã rất nổi tiếng trên thế giới. Trong năm đầu tiên diễn ra xung đột, Nga chi mạnh thêm cho quốc phòng tới 30% so với năm trước đó. Trong năm 2023, con số này vẫn đang tăng lên chóng mặt. Với khả năng tự sản xuất và sở hữu kho vũ khí dồi dào, Moscow chưa bao giờ ngán ngại bất kỳ điều gì về phương tiện chiến đấu. Ở phía đối diện, vũ khí của Ukraine lại đang phụ thuộc phần lớn vào sự hỗ trợ của phương Tây. Vì vậy, Ukraine dường như lúc nào cũng ở trong tình trạng báo động thiếu hụt vũ khí và lo lắng bị đồng minh quay lưng. Tuy nhiên,
khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine với hàng chục tỷ đô la viện trợ quân sự của phương Tây, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, đã không tạo ra được những gì đột phá như mong đợi. Kiev đang đứng trước nhiều sức ép cả trên mặt trận quân sự, chính trị và kinh tế. Không ít quan chức Ukraine lo ngại rằng liệu có thể tiếp tục nhận được những khoản viện trợ hào phóng như vậy từ Mỹ và các đồng minh phương Tây nữa hay không. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.